chết tôi. Bạn cầm về cho đây đi. Tốt tay ơi. Trận đấu này. Ơi. Đi cơ. Hello anh em. Hiện tại là mình đã trở lại sân trường Đại học FPT. Trong kia thì diễn ra trận bán kết thứ nhất. Còn mấy anh em bến xe tàu phà thì đang đá mã ở đây khởi động cho trận bán kết thứ hai. Gặp đối thủ đó là Ba Lan Ngọc đang khởi động bên kia. Nay có sự trở lại của siêu phủi Cà Mau. Đây, Đại Trình Hiếu. Qua bắn nhỉ? Qua đi chạy show á. Qua chạy show chỗ khác hả? À? Ok, hôm nay có Đại Trung Hiếu đội lại mạnh hơn nữa và sẵn sàng để vượt qua trận bán kết vào chung kết luôn. Cố gắng ha. Đại Trung Hiếu. Sáng nay Cần Thơ mưa rất là lớn. Ào luôn. Giờ thì tạnh rồi, vẫn còn tí mây. Anh em vẫn thấy mây trên trời chứ hả? Và hy vọng là thời tiết sẽ đẹp như thế này cho đến tối luôn. Vì đá bán kết xong sẽ đá chung kết. Ok, hy vọng là sẽ không thủy chiến như hôm qua. Rồi, đi nhé. Đinh Thành, Nam Nay Ma, Tài Y Cơ, Mai Tuấn Vũ, Hiệp, Long Tính, Đặng Anh Tài, Đào Trung Hiếu, Vương Phạm, Tuấn Cu, Đại Si Thịnh, Vũ CL7. Vâng, xin giới thiệu với các bạn sự xuất hiện của hai câu lạc bộ Spa Lan Ngọc và bến xe Tà Phà Cà Tơ. Anh em gửi điện thoại của Dương Phạm nha. Đứng trong khuôn gọn đó là thủ môn Tào Minh Trư cùng với cầu thủ Cao Thành Messi và hai Messi trên sân đó là Messi Thành và Messi Tào. Đăng ký các bạn, đây là video đà Việt Nam một quả đá biên dành cho các cầu thủ xóa đúng không chậm tay quá ấn tượng. Đinh Thành. Trên màn các bạn lúc này là huấn luyện viên Tài Bèo, người được bầu trung hậu mời về để dẫn dắt câu lạc bộ bến xe Tàu Phà ở giải đấu sân năm nay. Được anh. Cầu bóng. Chơi biên. Ok. Cầu bóng và lúc này. Lúc này thì thẻ vàng dành cho Minamino Việt Anh. Phạm lỗi. Đó là tình huống mà như vậy là định sói cầu chuyền bên phía các cầu thủ áo cam của đá vào sân. Đá qua đầu. Ok, rất tốt. Đình Thanh. Dứt điểm. Dứt điểm không vào. Dứt điểm. Đó là xử lý của Long Bạch. Ba là Ngọc Huyên Tuấn Nam mà tài trợ hai người đôi giày cho toàn đội. Đó là bình luận của Châu Lê Ngọc An. Người tức điểm là Ngọc An. Không được, nguy hiểm quá. Rất hay. Không sao. Tiếp tục là Long Bằng. Chi quá. Và không chế của Đăng Lê Ba. Bắt bóng rồi. Đăng Lê Ba. Đăng Lê Ba sẽ đứng rất tốt. Chuyên ta 5 mét kìa. Xin chào Trần Hải Đăng, cổ vũ cho bên xe tàu cố lên. Đấy, vẫn còn. Vẫn còn Vương Phạm. Định sới sẽ là người thực hiện quả đá góc. Quả đầu. Chắc chắn. Cú sút rất mạnh. Sáng chết. Ôi. Đi chuyển về của định sới. Rất bảo hiểm. Đây là đạt rốc. Vẫn đang là xe hội Bình Dương. Đạt rốc. Ok. Tốt Phương. Chủ heo em hàng. Đạt rốc có thể hình áo hồng. Ừ. Ôi. Có bóng rồi. Messi đâu? Messi. Trời ơi. Pha bằng lần trước chân của tàu Messi. Để tiếp tục thi đấu.
Ở góc. Ở đâu? Không được, cú sút là của Messi tao. Bây giờ thì đến lượt còn Mai Tấn Vũ bị đâu. Vũ Kiệt. Xin chào Chi Phương, chào Giang Cam, chào dòng sông Hân. Khán giả liên tục để lại bình luận là Spa Lan Ngọc, tiếng là Spa Lan Ngọc chiến thắng. Và mọi người xung quanh cờ, đó là Mai Hữu Bình Dương đạt được. Tỷ số đã được mở dành cho các cầu thủ đại diện của Kiên Giang. Spa Lan Ngọc đã vượt lên. Bắt đầu kiến cho bao. Lỗi. Vào tình huống đó thì bạn này có một thế trận chắc chắn và an toàn. Chuyện đây chuyện chắc thôi. Rồi Thịnh Minh Sĩ đây. Được chưa? Có cầu ở Thịnh Minh Sĩ giọng này. Giọng này lên nè. Cũng có dấu ấn của các trọng tài. Tèo những người đã được mời chúc mời về để thực hiện giải đấu ở đây. Đọc dầm lại cho tài ba đáng công hai. Đó. Tèo từ từ đi ơi. Và nhớ là chia sẻ video bạn. Đặt cánh tay. Cánh tay. Rất hay. Chân trái. Đúng xoay rồi dứt điểm của đặt cánh tay. Messi đeo. Lúc này thì trọng tài cũng là đội trời kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Và tỷ số tạm thời là 1-0 dành cho đội bị dẫn trước với bàn thắng duy nhất của Việt Anh. Chúng ta sẽ tạm nghỉ. Kết thúc hiệp 1 vẫn giống như trận tứ kết, hiệp 1 lại bị gạt một trái. Hy vọng hiệp 2 sẽ khởi sắc hơn. Đó là Thắng Quy Bình. Rất quyết tâm. Trận đấu đình cảm bậc nhất của Sài Gòn Bình Dương đã tề tụ về đây. Và cả dấu ấn đến từ cầu thủ Cà Mau. Đó là tình huống đáp lệ của Việt Anh dành cho ở trong hiệp một thì chính là Rock là người đã đưa Việt Anh vào tư thế chốc chạy được kia bạn. Rất hay. Và phối hợp của tổ Cà Mau. Đây là một cầu thủ Cà Mau khác. Đá lùng, Lâm Duy Hiệp. Lâm Duy Hiệp được xem là công thần của bóng xe đạp trong suốt nhiều năm. Đúng. Chúng tôi hy vọng là mọi người hãy tiếp tục chia sẻ để cho sự hấp dẫn đó càng nhân đôi. Xin chào Trung Kiên, Minh Khoa, Nguyễn Quang, Trần Trọng, và khán giả ở toàn miền Tây và cầu thủ cho ekip chúng tôi. Tuấn Đại Ba. Tuấn Đại Ba. Được chứ? Ok, bắt bay. Dứt điểm cao bào. Một đều. Quý điểm cao bào. Và cao bào. Ok. Bóng trả vào cầu chọc của Tàu Nguyên Cư. Ừ, sâu kiếm. Chọc. Sân hơi chơi. Vâng, cảm ơn Dương Nguyễn từ Cà Mau. Chắc chắn sẽ cổ vũ cho những em. Hỗ trợ đó. Trời ơi Tài, chết tôi. Quả cam cho Tài. Đây rồi, tốt Tài ơi. Tốt Tài. Tình huống cố thua của Tàu Y Cư. Sự hỗ trợ và chia sẻ đến từ các diễn đàn của quốc lịch. Ui, nguy hiểm, không ạ. Nguy hiểm quá. Không nhỏ được tập của đây, chúng ta cũng đánh xe đạp hà. Nguy hiểm quá. Đây, đánh. Dứt điểm. Cảm ơn đoàn thu quả tiến anh dấu kiến gian và mọi người. Sở sẽ là người thực hiện quán này. Đào Phá Định. Đồ Chiên. Tuấn Đại Ba. Tuấn Đại Ba không điểm ngay. Ừ. Sau đó thì Tuấn Đại Ba đã đưa bóng đi ra ngoài. Người bên. Lắp đổi. Rồi lắp đổi. Chân trái. Phá Định. Người bên. Người bên. Tuấn Đại Ba. Lắp đổi. Ba Lan Ngọc. Thiên Hơi. Xuất ngay mông. Vũ CR7.
bài người bắt bóng của đội bóng Việt. Ghê. Hôm nay sẽ thấy anh các bạn không biết là đi giúp đỡ nào. Bàn thắng không được công nhận. Ok. Vì đã có va chạm từ trước đó rồi, nhưng không thể nói trước được điều gì về kết quả của trận đấu này. Đi. Được rồi. Bóng đi ra ngoài trong sự tiếc nuối của bên xe Đào Hoa. Xin chào Kiều Diễm Sandy cũng vậy bạn. Tôi thấy tín hiệu các bạn rồi. Như vậy lúc này các trọng tài của đội tuyển kết thúc trận đấu ngày này. Lại là PDT, lại là Lulu. Cảm ơn 1.200 khán giả trên cầu đẹp. Và ai đi tiếp cũng sẽ là đội xứng đáng và ai ra về sẽ gây tiếp nối. Lại là Benty. Hôm qua một trận Ben, hôm nay một trận Ben. Cố lên, hy vọng là chung kết thêm trận Ben nữa. Cố gắng, mỗi người chút. Thẳng nha. 1, 2, 3, quyết định. Sao thẳng được biết nha. Đạt đốc đối mặt với Tàu Vĩ Cư. Thành Đạt đập chân sạch. Mẹt Sĩ Tèo đối mặt với Long Mập. Mẹt Sĩ Tèo. Còn trong phần tư chối bàn thắng dành cho Mai Tấn Vũ kèo Messi. Mai mà nó không đúng về cầu thủ vào số 8 của bến xe Tàu Hà. Đứng sói đối mặt với Tàu Vĩ Cư. Chơi! Tàu Vĩ Cư là người đã nắm đúng hướng, tuy nhiên cú sút của Bắc Định là người thực hiện quả thứ hai dành cho bến xe Tàu Hà là Đặng Anh Tài. Đặng Anh Tài đối mặt với Lâm Bập. Không ai! Trời, hai trái không về luôn. Quỳnh Long Mẫn sẽ là người thực hiện quả thứ ba. Long Mẫn và Tàu Vĩ Cư. Chắc chắn! Tiến sạc! Tiến sạc dành cho Sao Lạc Ngọc. Tướng Cô! Tướng Cô! Long Mập thậm chí không di chuyển được. Đây là quả sút của đội Vũ Kiệt. Đối mặt với Tàu Vĩ Cư. Kiệt chấp. Đối mặt với thủ môn của Sao Lạc Ngọc. Vũ Kiệt! Điều này là các cầu thủ của chúng ta đã nhận giá vào trời chung kết của mùa giải năm nay. Lực để cho những giải sau cố gắng hơn đúng không nè. Ok. Ha, để hẹn gặp hậu giải sau. Rồi ok. Sẽ thành công hơn. Rồi, nha. Cảm ơn rồi. Bye bye. Đinh Thành thì lỗi hẹn với chung kết. Nhưng mà có một nhân vật khác là có hẹn với chung kết. Kiên Haja. Và cũng chính đội của Kiên Haja đó là WD Group đã lên ngôi vô địch sau 3 trận thắng đều bằng penalty. Chúc mừng Kiên Haja. Mới không thì bỏ đi. Ở đây luôn đi. Rồi lâu rồi, về chạy rồi. Vậy tối về gì? Giờ về luôn chứ. Còn cuối lần này nói luôn. Bye. Để mình tổng tài toàn dân đá banh hay sao á. Này 5F1 này hơi nặng rồi nha. Ok rồi thôi. Thôi thì giờ về Sài Gòn thôi anh em à. Hạng ba cũng
ok rồi. Nếu anh em thấy hay nhớ like, đăng ký kênh để chờ clip mình trong thời gian sắp tới nha. Tiếc quá là không có clip trận chung kết. Xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye. Đi đi xèo tôi xuống quá. Nữa, đổ mình nữa kìa. Đó, đổ hoài luôn á trời. Đó, lần nào theo cũng thua. Đó, lần nào theo cũng thua. Quay quay